bà bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhiễm COVID-19. Bà bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1, ngụ quận 11, thành phố Hồ Chí Minh bị sốt, ho nên đi khám bệnh và phát hiện ra nhiễm COVID-19. Ngày 15 tháng 6, bà bán hàng rong trước cổng cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh đã nhiễm COVID-19 và người phụ nữ trên ngụ tại phường 13, quận 11. Theo thông tin ban đầu, người này bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Nhi Đồng 1 và nghỉ cách đây một tuần. Ngày 13 tháng 6, người này sốt, ho nên đến Bệnh viện quận 11 khám ở phòng khám sàng lọc. Người phụ nữ này được làm xét nghiệm nhanh và dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm bằng real-time PCR khẳng định người phụ nữ bán nước nhiễm COVID-19 nên được chuyển đi cách ly và điều trị. Cơ quan chức năng quận 11 thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa nhà của bệnh nhân nhiễm COVID-19 nói trên và cách ly toàn bộ ca F1 có liên quan. Tính đến hết ngày 14 tháng 6, có 1.185 trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Y tế công bố. Trong đó, 939 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, chiếm tỷ lệ 79,3%, 242 trường hợp nhập cảnh, chiếm tỷ lệ 20,4%, 4 trường hợp lây lan trong khu cách ly Vietnam Airlines 0,3% và hiện đã có 315 trường hợp điều trị khỏi. Có 2 bệnh nhân tử vong là bệnh nhân 5.463 và bệnh nhân 9.493. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị cho 868 bệnh nhân dương tính mới. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.